Rồi, mình xin chào mọi người ha. Hôm nay là giờ này là khoảng độ 10 giờ sáng anh em. Tới cả là 10 giờ sáng thì giờ này đúng ra giờ này quay thì dế nó nhìn dế nó đẻ sẽ không đẹp. Ở lồng dế này 3 mét vuông là mình để 20 kg dế đẻ nha các bạn. 20 kg đẻ mình để 4 khay thôi. Tại vì mình thấy cái tỷ lệ trống nó cũng hơi nhiều nên mình để 4 khay thôi. Cái nguyên tắc của nó là 2 kg dế đẻ 1 cái khay trứng nha. Nên mình để vậy cho đạt cái hiệu quả cao, mình để 24 tiếng. Hiện nay mình đã có trứng rồi thì anh em đều cần thì liên hệ ha. Một khay là bây giờ giá cả nó hơi lên một chút nha các bạn. Hiện nay giá nó hơi lên nên là mình để là 70 ngàn một khay. 70 ngàn một khay. Các bạn được thì các bạn liên hệ. Mua nhiều nhiều thì mình bớt rồi, còn 65 ngàn khay nha. Phí ship các bạn tự chịu. Phí ship các bạn tự chịu nha. Giờ này là 10 giờ sáng nên nó đẻ nó hơi ít chứ không có nhiều. Chứ mà khoảng độ khoảng 3 giờ chiều 7 giờ sáng thì dế nó lên đẻ rất là đông nha các bạn. Rồi mình thông báo các bạn vậy thôi, mình đăng cái clip này ngắn thôi để ai có nhu cầu thì thử nuôi thì mua một hai ổ gì nuôi thử nha. Các bạn liên hệ, số điện thoại của mình là 090 663325. Nhớ nha các bạn, 090 663325. Mình tên Phúc nha. Có gì các bạn cứ liên hệ. Rồi mình xin kết thúc ha. Mình đã nói là mình khi mình có dế, mình có trứng thì mình sẽ đăng cái video này. Rồi xin chào các bạn.